tham gia cái game show này, chương trình. Mọi người có nói là các anh cứ việc hát, còn việc mà tiền nong thì cứ để các chị em phụ nữ lo. Dạ, và cái số của em cũng thật là cũng may mắn được tham gia với rất nhiều các anh chị em đồng nghiệp rất là thân thiết với nhau, cho nên em không biết là các tập mà khác sẽ như thế nào, nhưng mà cái tập vừa rồi chị em tham gia thì nó cũng có rất là nhiều cái cuộc thi giải trí, qua đó thì nó cũng có những nghe rất là lắng động và rất là dễ thương trong chương trình. Và em nghĩ là cái chương trình này khi phát sóng lên á, chắc chắn là cái yếu tố giải trí là sẽ đem tới cho khán giả nè. Thêm một phần nữa là em thấy là các anh á, giống như đây là một cái dịp mà để các anh thể hiện được cái tình yêu thương của mình đối với người yêu và vợ của mình, và qua đó là em thấy là các anh cái thời gian mà mọi người tập luyện em rất là thương cho các bạn nam, tại vì mọi người phải đi tập luyện rất là lâu, tại vì đây là một chương trình là hát live chứ nó không phải là hát đã được thu sẵn, cho nên là em thấy đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt của chương trình của tôi được nhất so với lại cái chương trình khác, cho nên là mọi người phải đi tập với ban nhạc và những cái bài rất là hit, những cái bài nhạc rất là quen thuộc từ xưa tới giờ được anh Thanh Tâm phối lại cùng với mọi người, cho nên mọi người sẽ được thưởng thức những cái bài nhạc này mang một cái màu sắc rất là lạ, rất là mới trong chương trình. Thế này em thấy là mà qua đó là thêm một cái phần nữa là ở trên thì hát, ở dưới là ngoài cái việc mà mình thưởng thức ra, mình cũng phải đầu tư làm sao để mà khi tham gia xong thì có người thì phải làm sao để đem tiền để về tã sữa cho con. Có người cũng phải ráng kiếm một chút đỉnh để mà sau cái phần thi xong thì mình sẽ có một ít tiền đầu tư. Cho nên là em thấy hầu như là cái tập của mọi người thì không biết như thế nào, nhưng mà hồi nãy em có coi trailer thì em thấy là nó có rất là nhiều yếu tố mà em đảm bảo là khi mà mọi người tham gia là mọi người không thể nào mà rời mắt khỏi được màn hình, tại vì mỗi cái phần chơi, mỗi vòng thì nó lại là một cái điều rất khác nhau, cho nên em hy vọng đây là một cái lúc nãy ở trên mọi người phỏng vấn em nghĩ đây là một cái content và một cái số mà em nghĩ là bên FPT mọi người đầu tư em nghĩ là sẽ rất là thành công, và chắc chắn là sẽ được sự ủng hộ của rất là nhiều khán giả, và chắc chắn khi mà các cặp đôi hay là các gia đình mọi người coi á thì mọi người nó sẽ truyền cái cảm hứng để cho các anh có thể thể hiện tình yêu với lại người yêu và vợ của mình nhiều hơn. Và Lan chỉ là một thí sinh trong một tập đó. Dạ, tụi em là tham gia trong các cặp đôi trong chương trình. Dạ.